Xin chào quý anh chị các bạn đến với kênh YouTube Hùng Xe Hơi. Và hôm nay thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh để cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Wigo thời điểm tháng 4 năm 2024. Thì chiếc xe Toyota Wigo này thì được phân phối thị trường Việt Nam với hai phiên bản, là phiên bản số sàn và phiên bản số tự động. Mà trước mắt chúng ta đây là phiên bản số tự động màu đỏ, một chiếc màu mà cũng mới được cập nhật trên phiên bản này và cũng khá là ưa chuộng. Song song với màu đỏ này thì sẽ là màu trắng, là phiên bản được ưa chuộng nhất ở thị trường Việt Nam. Thì đầu tiên em sẽ đi xung quanh một vòng quanh xe để cho anh chị xem về sơ bộ ngoại thất chiếc xe này, và đồng thời cũng cập nhật cho anh chị về giá bán, giá lăn bánh cũng như là trả góp thời điểm hiện tại của chiếc xe Toyota Wigo này. Thì đối với phiên bản, cả hai phiên bản thì đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, và giá lần lượt các phiên bản như sau. Đối với phiên bản số sàn thì có giá niêm yết là 360 triệu và lăn bánh nó sẽ rơi vào số tiền khoảng 401 triệu và trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em số tiền là 119 triệu là lăn bánh. Còn ngoài ra thì bên em đã tặng cho anh chị đầy đủ gói phụ kiện cũng như là bảo hiểm chính hãng, bảo hiểm thân vỏ. Còn phiên bản thứ hai, phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản số tự động thì có giá niêm yết là 405 triệu và tính ra lăn bánh ở thời điểm hiện tại nó sẽ rơi vào khoảng là 451 triệu. Đồng thời thì bên em cũng có tặng cho anh chị đầy đủ là phụ kiện cũng như là bảo hiểm thân vỏ. Nếu mà anh chị quan tâm đến trả góp thì chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 125 triệu là để lăn bánh. Vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị đến anh chị là cái giá bán cũng như giá lăn bánh trả góp của chiếc xe Toyota Wigo này. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho anh chị chi tiết hơn về chiếc xe Toyota Wigo này có gì. Thì như anh chị thấy, chiếc xe Toyota Wigo này cũng mới ra mắt lại ở thị trường Việt Nam từ năm 2023 và cũng dần dần lấy lại được cái sự ưu ái từ khách hàng cũng như là lòng tin của khách hàng. Thì chiếc xe Toyota Wigo hiện tại thì em cũng bán khá là chạy, cũng trở lại cái vị thế của chiếc xe hạng A, và cái thiết kế ngôn ngữ vẫn vậy, tuy nhiên là có rất nhiều cái nâng cấp mới, nâng cấp đáng kể. Thì sau khi mà giới thiệu đến anh chị thì em sẽ báo với anh chị luôn, giới thiệu anh chị luôn các cái option bây giờ đã thay đổi. Đầu tiên đứng ở đây ngay cái dưới nắp capo này thì sẽ là cái động cơ vẫn là 1.2, tuy nhiên đã thay đổi từ i4 thành i3, và kết hợp với cái động cơ i3 đó là hộp số DCVT chứ không còn là hộp số AT như ngày xưa nữa. Nó sẽ cho ra một cái vận hành rất là nhẹ nhàng, rất là tiết kiệm mà đồng thời là lại rất là mượt mà, lại được dùng cái hộp số DCVT, hộp số vô cấp kép, thì vừa cho ra cái mượt mà tiết kiệm nhiên liệu rồi, còn cái tăng tốc nó còn mượt mà hơn so với chiếc xe, những cái xe Prius chẳng hạn. Thì nó được bổ sung thêm một cái bánh răng ở trên cái hộp số để phụ trách cái nhiệm vụ là tăng tốc cũng như là khởi hành. Còn ở phía phần đèn thì đèn cũng được cập nhật là đèn LED siêu khoang này, đèn ánh sáng ban ngày này, xi nhan là tích hợp ngay bên trên này luôn. La răng thì sử dụng là la răng hợp kim. Còn gương thì mình sẽ có là gương gập điện, chỉnh điện. Và trên chiếc xe này thì có một cái chức năng rất là hay, cũng nhỏ nhặt thôi, là khi có cảm biến ở trên này, em chạm vào là cửa sẽ khóa này, chạm vào là cửa sẽ lại mở lại này. Thì mình sẽ chỉ cần treo chìa khóa ở trên người thôi. Và ở phía đây thì bên em có dán sẵn cái mức tiêu thụ nhiên liệu của xe. Thì xe chỉ tiêu thụ có 5,2 lít trên 100 cây đường hỗn hợp. Một cái chiếc xe rất tiết kiệm. Mà ngoài ra là ngoài cái tiết kiệm xăng ra thì các cái chi phí bảo hành bảo dưỡng của chiếc xe này thì cũng cực kỳ tiết kiệm. Ở phần đuôi xe thì có trang bị sẵn là cam lùi theo xe cũng như là hai cảm biến sau. Các cái đường nét được thiết kế vuốt lại thì trông cũng tinh tế hơn rất là nhiều. Thì em sẽ vào phần nội thất để giới thiệu cho anh chị. Đây là một chiếc xe thì bên em cũng vừa hoàn thiện xong nội thất để chuẩn bị giao cho khách hàng. Thì theo xe thì ghế sẽ là ghế nỉ, tuy nhiên là khách hàng đã lựa chọn cho mình một chiếc ghế da chính hãng có logo Toyota và tên xe ở đây. Màu này thì rất là sạch cũng như là rất là sáng. Ở phần cánh cửa thì chúng ta sẽ có chức năng là gập điện mở gương này và điều chỉnh mặt gương. Ngoài ra thì có lên xuống kính, có chống trơn trượt, có bật tắt chống trơn trượt này, VSC cũng như là kiểm soát lực kéo TRC. Thì chiếc xe này, cái tính năng này cũng là một tính năng nổi bật trong cái phân khúc. Em sẽ để máy lên để cho anh chị xem.
Mặt đồng hồ tablo thì vẫn vậy, giống vẫn phiên bản trước. Tuy nhiên là khi em ngồi lên ghế thì em có trải nghiệm là chiếc xe này có cái nâng cấp về ghế. Một cái chi tiết có thể là ít người nhắc đến, tuy nhiên là một chi tiết rất là hay, một chi tiết đáng tiền của Toyota Wido từ hiện tại. Bởi vì xe ghế lái đã được nâng cấp lên là ghế chỉnh cơ 6 hướng. Thì đối với anh chị ngày xưa ấy, mấy phiên bản cũ nó chỉ có tiến lùi và ngả lưng ghế, thì đối với anh chị có các chiều cao khác nhau thì ngồi cái tầm lái nó rất là khó chịu. Tuy nhiên là đến thời điểm hiện tại thì Wego cũng như các dòng Wego nói riêng và các dòng khác nói chung thì Toyota đã rất là lắng nghe khách hàng, cập nhật cho anh chị lên là ghế chỉnh cơ 6 hướng thì ngồi điều chỉnh nó tiện hơn rất nhiều. Và có thêm cái gì nữa, có thêm cái tựa đầu của tất cả các hàng ghế, ghế lái này, ghế bên hàng cạnh và ba ghế từ sau đều được trang bị là tựa đầu có thể điều chỉnh chứ không phải là tựa đầu liền như là phiên bản trước nữa. Đó là cập nhật rất là hay, em thấy là rất là đáng tiền ở thời điểm này, ở phiên bản này. Và cụm điều hòa thì vẫn vậy, cũng vẫn là cái bảng điều khiển này, không khác gì. Tuy nhiên là nó lại rất là hay, bởi vì thời điểm này hay thời điểm trước thì điều hòa của Toyota nói riêng, nói chung, và Toyota của Wego nói chung nó riêng nó rất là mát. Còn ở phần vô lăng thì sẽ được trang bị là một cái cụm điều khiển các cái chức năng của màn hình giải trí, qua bài, tăng giảm âm lượng cũng như là chuyển đổi các cái chế độ âm thanh, nút nghe gọi này, nghe đàm thoại rảnh tay. Còn đây là điều chỉnh đèn, còn đây là điều chỉnh cái gạt mưa. Điều hòa mới bật một chút thôi nhưng mà cũng khá là lạnh rồi. Và em sẽ giới thiệu cho anh chị xuống hàng 2 để cho anh chị thấy là cái hàng 2 của Toyota người ta tối ưu tốt như thế nào. Tuy là một chiếc xe dài chưa đến 4 mét, chỉ khoảng 3m6, 3m7 thôi, tuy nhiên là cái không gian của xe ở đây. Vừa rồi ghế lái em đã để rất thoải mái rồi, còn hàng ghế thứ hai vẫn còn rất là rộng như này. Thì đây là một chiếc xe thực dụng cũng như là tiết kiệm của chiếc xe của hãng Toyota. Thì anh chị nào quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Xin phép phải là hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.